công nghệ NACA có thể biến xe bay thành hiện thực. MITHIET kế động cơ có ống dẫn dọc theo hai bên hông và phía sau phương tiện giúp mẫu xe bay cất cánh thẳng đứng và hướng về phía trước bằng lực đẩy. Công ty Apple The Epton Concepts giới thiệu kế hoạch phát triển phương tiện cất hạ cánh thẳng đứng điện Epton, mang tên EP-Fan e-Transporter có thể đạt tốc độ tối đa 258 km h nhưng độ ồn chưa đến 55 dB db ở độ cao 15 m. Âm lượng này nằm trong khoảng giữa độ ồn tiếng mưa rơi đều đều 50 dB và tiếng nói chuyện bình thường của con người 60 dB. Space hôm 18 tháng 8 đưa tin. Bí quyết nằm ở động cơ đẩy có ống dẫn dọc theo hai bên hông và phía sau của EP-Fan E-Transporter. Năm 2002, các nhà khoa học ở trung tâm nghiên cứu AMET của NACA phát triển thiết kế động cơ này, giúp sản sinh lực đẩy lớn, tương đương động cơ phản lực hay cánh quạt trực thăng. Thiết kế ống dẫn cũng cung cấp lợi thế bảo vệ cánh quạt quay tạo ra lực đẩy bên trong ống. Rob Bulega, kỹ sư dự án EV Fan e Transporter của công ty Apple The Epton Concepts, cũng là đồng tác giả nghiên cứu năm 2002. Thiết kế được cải tiến qua hơn hai thập kỷ từ khi thử nghiệm lần đầu tiên ở Ahmed. Michael Mosier, nhà sáng lập Apple The Epton Concepts, Tin tưởng họ đã nâng cấp công nghệ đáng kể từ phiên bản kiểm tra ý tưởng ban đầu trong đường hầm gió của NACA. Chúng tôi có mọi lý do để tin vào khả năng của động cơ đẩy có ống dẫn độc quyền của chúng tôi và thiết kế phương tiện có thể đạt hiệu suất như mong đợi trong lúc bay, Mosier chia sẻ. Mẫu máy bay được thiết kế để chở hai hành khách và hành lý. Công ty cho biết Epifany có kích thước tương đương một chiếc xe Tesla Model S và đậu vừa trong gara thông thường.